nghe nó khó, không có thông, phải không? Dạ, nó thấy cứ nhẹn nhẹn. Nhẹn nhẹn. Xương sống rồi. Được. Mà tới bây giờ nuốt không được. Được. Không hiểu là có ảnh hưởng gì trên cái system vegetative không, mà uống hết gì cũng không được. Mình nuốt được không? Khó. Lấy miếng nước. Mọi người lấy cho tôi miếng nước cho chị đi uống thử. Rồi lỗ tai nhức, rồi mắt lờ, rồi cú họng đau, ho. Rồi đắp cho chị miếng nước. Lấy cái ly. Không có ly nè. Đó có ly kìa, đắp cái ly. Rồi mọi người chờ xem nha. Ngồi yên nha. Rồi, uống đi. Nghe nó khó, không có thông, phải không? Dạ, nó thấy cứ nhẹn nhẹn. Nghe nhẹn, rồi anh cầm giùm. Rồi, nằm xuống. Rồi. Rồi, chút khi bình tĩnh. Bình tĩnh. Mà nó tê tay rồi đó. Đau cổ đau dây. Tê tay. Rồi, ok. Rồi, bỏ ra. Bác quay qua đây. Không có ngồi với người quyên thì nhấc cái này lên thôi. Rồi, quay qua đây. Mềm mềm người ra. Người sợ tét của tôi đây nè. Quay qua. Rồi, ngồi dậy. Cát rồi hả? Ok. Cát rồi đó. Cát rồi, ồ, bình tĩnh. Bây giờ là tại bà Khai Bình chứ không phải tại tôi. Dạ. Ha, à, thì nên tôi bấm đau rồi đáng chịu. Rồi, ướt này em chút. Ồ. Rồi cho uống nước lại. Ở đây anh tắm giùm, anh tắm giùm, anh đứng đây người ta quên quay. Cô chi? Anh coi, anh quay kìa. Dạ khá rồi. Rồi nào ơi. Khá rồi phải không? Dạ khá rồi. Khá rồi mình quay hả? Dạ. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.